Thưa quý vị, hòa trong không khí hân hoan chào đón năm học mới của cả nước, sáng nay, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực là một ngôi trường vinh dự được mang tên anh hùng dân tộc, có bề dày lịch sử. Trải qua 73 năm hình thành, phát triển, nỗ lực dạy tốt học tốt, ghi đậm dấu ấn tốt đẹp, rất đổi tự hào của nhiều thế hệ thầy trò trong sự nghiệp trồng người. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có nhiều học sinh đạt 25 điểm trở lên của 3 môn xét tuyển đại học, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 36 giải. Năm học 2023-2024, nhà trường có 1.920 học sinh với 45 lớp. Với chủ đề năm học mới của ngành giáo dục, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực phấn đấu tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa 2018, đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá Nguyễn Văn Hùng đã đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đã đến trống khai giảng năm học mới. Dịp này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023. Các đơn vị tài trợ trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 83 triệu đồng. Riêng Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Sacombank chi nhánh Kiên Giang đã trao tặng 115 suất học bổng trị giá 165 triệu đồng cho học sinh tại các địa phương trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập, mỗi suất 1 triệu đồng và một ba lô. Phát biểu tại buổi tọa đàm sau lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình chúc mừng thành tích của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đạt được trong những năm qua. Đồng chí đánh giá mặc dù thời tiết sáng nay có mưa nhưng không khí khai giảng tại trường rất tưng bừng, phấn khởi, hào hứng, vui tươi. Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đảm bảo đạt kết quả tốt. Đối với các kiến nghị của nhà trường và thầy cô giáo liên quan đến đầu tư công trong giáo dục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có liên quan tiến hành khẩn trương đảm bảo chất lượng dạy và học, nhưng phải tiến hành đúng quy trình quy định. Về các vấn đề xung quanh bảo vệ môi trường, kẹt xe, ngập nước, đồng chí đề nghị nhà trường cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá phối hợp xử lý nhanh, đảm bảo chủ trương xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Đồng chí Đỗ Thanh Bình tin tưởng thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đoàn kết, nhất trí làm tốt công tác dạy và học, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm học mới 2023-2024. Liên hệ lại.